Ở đây lịch sử nhá, là có một cụ phân. Đăng ký cái kia, ý ra. Ở đây này. Cô này mở hàng, chỉ mở hàng cho mình cây. Đó, mở hàng em bán giá sỉ. Là bao nhiêu? 3 triệu cây này. Cháu ơi. Lúc nãy có phải 7 triệu thôi nhỉ? 3 triệu, 3 triệu. 7. 7. 3 triệu 7. Đây cô đang bảo 7 triệu rồi. 54 gram mà. Đúng rồi, vừa nói 3 triệu mà. Cháu ơi. Cậu đây là cây này người ta bán tính là 120 triệu một cân. Bà đấy cân lên là được 64,64 gì đấy. 3 triệu. Để ai chụp phát ảnh nào. Chỉ để đẹp thôi, cái này cho lọ rượu chỉ để đẹp thôi chứ còn chất thì không bằng. Đây anh để đây để nhìn thấy cả cái gốc của nó cơ. Cảm ơn em ơi. Hàng hóa nhiều không? Đây bà xã anh. Em nặng thì có tên lại đấy. Ngay cái cạnh nhà. Ngay cái khách sạn đấy đây à? Đó. Đi núi à? Anh đi đi mua xong rồi lát xong đấy. Đây đây. Mua từ đây như vậy, mua từ được đây. 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. 3 triệu. Được rồi, đẹp quá. Bác này bác ấy dỡ luôn cả cây mang đi bán luôn à. Đâu thế? Thôi đấy này, giống cả cây. Cầm cái cục này thì phải đắt lắm nhỉ? Mấy trăm triệu. Cục này là mấy một trăm triệu? Một củ ra hả chị? Củ nó là... Không, không, cầm gãy rồi. Gãy làm sao được? Nó lát luôn, nó lát. Gớt thì mua luôn. À, mua luôn. Rồi. Chị mua luôn là có người họ mình đang buồn, tại vì họ đang trang cái... Đó, phải suy nghĩ. Thế đang muốn đăng ký đây. Cao lắm. Em anh mượn đi chụp đi ảnh. Dạ.